bạn hôm nay mình đến chơi. Ủa vậy sao mới lên nó không biết đi chùa nữa hả? Đây cảnh hôm nay bà con 411 các bạn, người ta lại đây họ đông giếng chùa các bạn. Đường Chu Công Định nha các bạn. Cái này là chùa Hương Sơn các bạn ơi. Đây các bạn. Trường tu cấp Phật học tịnh Sóc Trăng các bạn, trường trung cấp Phật học. Bây giờ anh mời các bạn biết như thế sao. Cái này chuẩn bị làm lễ nha các bạn. Cái này một cái giờ đồng món hả?
Sao các bạn. Để cái thằn lạc này. Để cái chánh điện các bạn. Sao cái khung cảnh rất là đẹp, sống lặng lẽ, học cách sống lặng lẽ, mọi việc biết sexy, không vướng mắc thị phi, luôn thị thầm niệm Phật, học cách sống nhẹ nhàng, dễ dàng và tỉnh thức, giúp tính ta việc nét đào hoa sang ngỡ. Đây là những câu thơ của bạn. Càng về đêm thì rất là đông các bạn. Bây giờ mình mời các bạn vô cái chánh điện này các bạn. Yeah.
phía trước này có cái tượng Phật màu bằng đá lá xanh này các bạn. Đến gần gần để cho các bạn xem. Quá đẹp. Đây là cái ông rồng các bạn. Đây. Xem có người người ta đàn kéo nha. Chỗ cái tượng Phật ở trên này các bạn mình xem. Ở dưới này thì đây cái tượng Phật ở ngoài chùa Hương Sơn các bạn, rất là đẹp. Rồi xong lúc mình tay xin cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Chúc các bạn một ngày mới vui vẻ, sức khỏe tràn đầy và hạnh phúc. Chào và hẹn gặp lại các bạn vào những video kế tiếp của xong lúc mình tay. Bye bye và hẹn gặp lại lần sau nha các bạn.